Thời gian qua, tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuyến quốc lộ 39 và các tuyến đường liên huyện, xã thuộc huyện Kim Động, xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành các nhóm, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách đánh võng, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông. Thông qua công tác nắm tình hình và công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Kim Động đã phát hiện nhóm các đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và khiến người dân địa phương bức xúc. Quá trình thực hiện hành vi bốc đầu xe, các đối tượng đã ghi lại hình ảnh sau đó chia sẻ lên các hội nhóm trên các mạng xã hội. Công an huyện Kim Động đã triển khai lực lượng phương án ghi lại hình ảnh vi phạm, thu thập các tài liệu chứng cứ, đồng thời tổ chức bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ việc trên và tạm giữ phương tiện vi phạm. Kết quả, công an huyện đã lập biên bản xử phạt 7 đối tượng với tổng số tiền là 29 triệu đồng. Nhằm quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình có các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường quản lý giáo dục để các đối tượng không tái phạm và chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Chủ động nắm tình hình, thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là vào các dịp lễ Tết, nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết và xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe,